Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về cái đầu cắm dây loa 4 ly. Đây là cái đầu cắm dây loa mình sẽ giới thiệu các bạn. Đây là cái đầu cắm mà bằng hợp kim chất lượng cao. Bạn thấy nó màu vàng đây. Nó có cái nhựa đánh dấu màu đỏ với màu đen ở đây. Đó, nhựa đánh dấu màu đỏ màu đen. Mình sẽ tháo thử một cái cho bạn xem. Đây nó có cái ren để các bạn gắn cái đầu dây loa vào. Bạn có thể gắn đầu dây loa từ trên đây xuống rồi bạn siết cho nó rắc cho vô, rồi bạn gắn đầu dây loa ngang qua cái lỗ này, rồi bạn siết cái này trên này xuống để nó giữ cái dây loa. Rồi nó có cái nhựa đánh màu đỏ đen để chúng ta phân biệt âm dương của loa. Cỡ cái đầu này là cỡ 4 ly. Bạn có thể sử dụng cắm vào sau các âm ly hoặc sau các thùng loa. Đây thì ví dụ như cái jack này là sẽ là cái vét bóc chuối ở sau cái âm ly hoặc sau cái loa, bạn sẽ gắn như thế này. Đó. Thì bạn sẽ gắn cái dây loa rồi bạn sẽ cắm nó ghim nó như thế này. Đấy, chúng ta ghim như thế này rất là chắc, đó, chuyển dẫn tín hiệu tốt nữa. Đây đầu cắm dây loa 4 ly đây, bạn gắn dây xong là bạn sẽ cắm vào như đằng sau cái âm ly hoặc đằng sau cái loa đó, bạn sẽ ghim nó vô này. Bạn sẽ như thế này. Để mình quay gần cho bạn xem, đó là chất liệu hợp kim nữa mà, hợp kim màu vàng bền chắc. Đây một cặp đỏ đen đây. Thế là bạn dùng làm dây chuyển dẫn tín hiệu cho hệ thống loa. Rồi video mình giới thiệu cái đầu cắm loa 4 ly tới đây kết thúc. Các bạn hãy like và subscribe để cập nhật những video mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.